Thời trang thuần chay tác động thế nào đến môi trường? Ngành công nghiệp thời trang luôn là lĩnh vực quan trọng để các nhà hoạt động thuần chay nhắm vào mục tiêu nhằm cải thiện quyền lợi và phúc lợi cho động vật. Nhiều người trong thế giới thuần chay đang vận động để loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm động vật khỏi ngành công nghiệp thời trang, và khi chủ nghĩa thuần chay phát triển, nhiều thương hiệu đang thực hiện chuyển đổi sang các sản phẩm thay thế thuần chay. Lông thú và da luôn là những chất liệu xa xỉ trong ngành thời trang nhưng ai cũng muốn sở hữu vì giá trị khẳng định đẳng cấp đến từ hai loại vật liệu này. Việc sản xuất da động vật từ da cá sấu, hải cẩu, kangaroo để có một sản phẩm da chất lượng cao đòi hỏi một loạt các hợp chất độc hại và tạo ra các hóa chất độc hại cao. Nhiều nhà tổ chức bảo vệ động vật đã lên án tẩy chay các thương hiệu sử dụng nguyên vật liệu đến từ da thú diễn ra khiến người tiêu dùng có cái nhìn ý thức hơn. Thay vì mua quần áo da và các phụ kiện bằng da như thắt lưng, dây và ví, khách hàng ngày nay luôn tìm những sản phẩm được làm từ sợi tự nhiên hoặc nhân tạo như cốt tông, gai, lanh, microfiber, gây mi, laser và giả da. Ngoài ra, rong biển cũng được sử dụng để thiết kế quần áo thời trang. Các nhà máy sẽ nghiền nát và tổng hợp sợi cellulo để kết hợp thành một chất liệu thời trang đảm bảo thuần chay xuất phát từ thiên nhiên, hoặc dệt lụa cầu kỳ từ sợi tơ sen ở Việt Nam. Được biết, để lấy được tơ, người thợ phải dùng dao hứa xung quanh cuống sen, sau đó dùng tay vặn và kéo tơ, đồng thời vê cho sợi tơ sen tròn lại. Tơ sen giờ đã được ứng dụng vào ngành thời trang. Hiện tại, trên thế giới, có rất nhiều thương hiệu thời trang cung cấp quần áo thân thiện với động vật và mang tính nhân đạo. Từ thời trang nhanh đến xa xỉ, các thương hiệu lớn muốn người tiêu dùng biết họ quan tâm đến môi trường. Khoảng 2 tháng trước, tập đoàn Inditex chủ sở hữu của Zara, thương hiệu thời trang nhanh lớn nhất thế giới đã đưa ra các mục tiêu bền vững mới nhất quyết phải đạt yêu cần vào năm 2025, bao gồm các cam kết chỉ sử dụng polyester tái chế và đảm bảo tất cả bông, vải lanh và viscose được sản xuất theo dây chuyền bền vững. Trong khi đó, tập đoàn Sacy LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton đã nỗ lực củng cố thông tin về khí hậu bằng cách thương thảo hợp đồng cùng nhà thiết kế có ý thức sinh thái Stella McCartney để làm cố vấn cùng với cổ phần thiểu số trong thương hiệu của mình. Stella McCartney đơn giản là muốn tập trung vào thời trang bền vững, muốn cứu lấy hành tinh đang ô nhiễm bởi lượng rác thải từ thời trang. Cô cũng muốn bán quần áo mới theo cách có đạo đức. Tập đoàn LVMH đã ngồi lại đàm phán cùng Stella McCartney và chủ tịch Bernard Arnault cho biết rằng khoản đầu tư vào Stella McCartney nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của thương hiệu. Chúng tôi tin chắc về tiềm năng lâu dài từ ngôi nhà của mình. Stella McCartney được cho là hiện đang tạo ra khoảng 300 triệu euro doanh thu hàng năm. Theo ước tính, giá trị bán lẻ của các sản phẩm Stella McCartney có thể cao hơn nhờ sự hợp tác có thương hiệu như bộ sưu tập Activewear A với hãng Adidas. Chiến dịch quảng cáo mới nhất của cô là một nỗ lực để làm cả hai. Với sự kết hợp không giống nhau giữa các người mẫu và nhà hoạt động từ nhóm môi trường thăng Excellence Rebellion, chiến dịch của Asian Surf trên thay đổi nhằm mục đích quảng bá quần áo có ý thức môi trường hơn của thương hiệu và đồng thời kêu gọi thăng Climatization. Nền tảng của những động thái này và một loạt các cam kết và đầu tư tương tự trong năm qua cũng tính đến sự đối xử của công nhân, là một làn sóng nhận thức của người tiêu dùng và sự giám sát của cơ quan quản lý đối với tác động môi trường của ngành thời trang. Thách thức đối với thế giới thời trang là tìm ra cách vận hành bền vững và sinh lợi trong dài hạn. Về cơ bản, thời trang bền vững hơn có nghĩa là thời trang ít hơn. Tuy nhiên, các thương hiệu đang ngày càng mong muốn đạt được các thông tin về tính bền vững của họ trong nỗ lực lôi kéo những khách hàng trẻ tuổi. Những người tuyên bố quan tâm sâu sắc đến cách thức và nơi sản xuất quần áo của họ bao gồm 42% trong số millennials cho biết họ muốn biết những gì được đưa vào sản phẩm và cách sản xuất trước khi họ mua. Và kết quả cho thấy, thời trang thuần chay không phải lúc nào cũng thân thiện với môi trường và thời trang thuần chay không phải là giải pháp hoàn hảo cho cuộc khủng hoảng. Việc sản xuất các vật liệu thời trang dựa trên thuần chay có thể gây ra nhiều tác hại như các phương pháp sản xuất truyền thống. Trong khi vật liệu đã thay đổi, nhiều cách thức tối ưu được phát triển, song hình thức chế tạo xử lý thường xuyên cũng tác động ngược lại đến hệ sinh thái. Theo một tài liệu ghi chép về cách sản xuất lông cừu nhân tạo, loại lông nhân tạo này được tạo ra từ polyester, có nguồn gốc từ nhựa. Những sợi polyester dệt thành loại vải nhẹ, được làm sạch với mục đích giúp những vi sợi tăng thêm thể tích. Loại lông cừu nhân tạo phải sử dụng một phản ứng hóa học liên quan đến dầu mỏ và chất dẫn xuất dầu mỏ. Những chất hóa học này được đốt nóng đến khi chúng chuyển thành dạng siro đặc, sau đó đông cứng lại và được quay thành các sợi. Tất nhiên, với chất liệu là tuazin, đó là thuần chay, nhưng lại là chất liệu độc hại tác động đến môi trường và nhiên liệu nóng trên toàn cầu. Một thống kê đánh giá rằng 0,43% chất thải từ tuazin hàng năm đều đến từ quá trình khai thác dầu khí. Hơn nữa,
các loại túi làm từ mọi loại da nhân tạo đều phải qua quá trình cơm hóa. Phó Chủ tịch The Merck Plastic Products Fred Schechter từng chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, lông thú giả vẫn luôn được sản xuất từ phương pháp hóa dầu. Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu đang trong quá trình thử nghiệm để tạo ra các sản phẩm sinh học như lông và da. Thế nhưng, chúng vẫn chưa sẵn sàng để tiếp cận công chúng. Qua đó, nhìn nhận ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ không phải lên án việc sử dụng da lông thú nhân tạo gây tác động xấu đến môi trường. Như nhà thiết kế Lâm Gia Khang nói, tất cả đều có sự tác động qua lại. Nhưng trước tiên, một sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường là cố gắng tăng cường tuổi thọ cho một sản phẩm. Có thể nói, mục đích hiện thời của thời trang bền vững là kêu gọi chấm dứt tiêu thụ không cần thiết, dư thừa và lãng phí. Và cuộc cách mạng thời trang thuần chay sẽ tiếp tục cải tiến phát triển khi các nhà thiết kế thời trang nhìn thấy những khả năng đẹp và vô tận của một lối sống đạo đức. Trang phục có đạo đức, mang tính nhân đạo và bền vững chính là tương lai của ngành thời trang. Phong. Ha ha ha, 问什么的说呵